Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số tự động máy 1.2, mang biển số 88A28363. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 333 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Bên em chuyên mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Anh em nào mua xe cũng như bán xe thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác để xem này. Vâng, sơn chi của chiếc xe màu trắng các bác nhá. Một mẫu xe này là mẫu xe gia đình, không một ngày taxi dịch vụ các bác nhá. Trang bị 4 bánh lúc này, tích hợp xin sam trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe. Và sau đây là dàn bốn lốp của xe các bác này. Bốn của lốp của nó khá là đẹp các bác này. Đây là phần cua lốp này. Đó, cua lốp của nó này các bác này. Rất là ok các bác nhá. Đấy, đây là xe gia đình. Hyundai Grammy 10 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ. Tay lắm mở cửa nó được ốp inox mạ chrome các bác nhá. Vần sơn si thân vỏ của nó thì độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn đạt đến 80% các bác nhá. Bác nào mà mua đúng chân mua mẫu xe này về thì sử dụng thì quá yên tâm các bác này. Hai cụm đèn phanh này, hai cụm đèn gầm này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đó, tổng quan phần gầm không hề có dấu hiệu mùi mọt các bác nhá. Gầm bệ thì rất là đẹp luôn các bác này. Gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào, không hề có dấu hiệu mùi mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai Grammy 10, phiên bản là số tự động các bác nhá. Máy 1.2, 100 cây chiếc này tầm độ 6 lít xăng thôi các bác nhá. Rất tiết kiệm nguyên liệu. Đây là bản hatchback một đầu thì cốp nó nhỏ gọn thế sinh thôi. Nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhá. Đấy, keo chỉ này. Keo chỉ của nó nguyên bản các bác nhá, không hề mất đến một phân này. Đấy, bên em đi mua xe thì đã có đội ngũ chuyên nghiệp. Đấy, test xe, thử xe. Nên là các bác yên tâm. Không phải lo lắng gì về đâm va cả các bác nhá. Keo chỉ của nó nguyên bản luôn các bác này. Đinh bấm này. Đấy, cốp của nó nhỏ gọn thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan ha các bác nhá. Vâng, đây là phần sàn xe này. Sàn xe của nó rất là sáng bóng này, không hề có dấu hiệu mùi mọt này. Kích lốp này đầy đủ các bác nhá, lốp số cua này. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, có năm sản xuất 2014, với giá tiền là 333 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Bác nào mà không rút hồ sơ thì em sẽ bớt cái số tiền đấy cho các bác. Đấy, bác nào mà loanh quanh Vĩnh Phúc thì mua chiếc xe này thì không cần phải đổi biển các bác nhá. Chỉ cần công chứng và tên là ok thôi. Đấy, biển số 88A này. Đấy, 28363. Đấy, biển rất đẹp các bác nhá. Đấy, phần sơn si của nó này rất là đẹp luôn. Trang bị 4 bánh nhau đúc. Vâng, đây là phần dàn lốp của xe này. Khá là ok các bác nhá. Cua lốp của nó này không hề có dấu hiệu mùi mọt này. Đấy, các bác xem và cảm nhận này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Bốn của lốp của nó khá là đều nhau. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome các bác này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó, ghế da được trang bị màu đỏ đen các bác nhá. Đó, ghế da được trang bị màu đỏ đen này, rất là đẹp luôn các bác này. Đây là phần bậc lên xuống này.
Đây là xe gia đình nên là rất là đẹp các bác nhé. Không hề có dấu hiệu mùn mọt này. Cam kết được các bác là không đâm va, không ngập nước các bác nhé. Đây là phần hốc bản lề này. Chưa hề động đến kale mỏ lết. Đây là phần cột này. Cột kéo đinh bấm các bác này. Zin nguyên thần máy sản xuất các bác nhé. Không hề mất đến một cái đinh nào. Đó. Rất là ok các bác nhé. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhé. Âm thanh này. Đấy, âm thanh đánh ánh sáng đầy đủ các bác nhé. Đấy, âm thanh vũ trường luôn. Vâng, đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ của nó nguyên bản các bác nhé. Đã được dán một lớp gioăng chống ồn này. Đấy, đi cho đường cho nó đỡ ồn các bác nhé. Đấy, chủ cũ người ta rất giữ gìn nên người ta đã dán một lớp gioăng chống ồn. Trần nỉ của nó thì nguyên bản theo xe đã được bọc một lớp ni lông. Đấy, bên trong thì vẫn còn đẹp như mới các bác nhé. Rất là ok. Đấy, cho một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ. Đấy, hộp số tự động các bác nhé. Đấy, hốc bản lề này. Cam kết các bác là chưa hề động đến kale mỏ lết các bác nhé. Phần cột kèo này. Cột kèo đinh bấm này. Nguyên bản các bác nhé. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Không hề có dấu hiệu đâm va hay ngập nước chi. Rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Đây là phần hốc bản lề này. Bạc lên xuống này. Đấy, trang bị màn hình Android các bác này. Tích hợp trên bô lăng này. Đấy, hộp số tự động này. Táp lô táp ly của nó rất là đẹp luôn các bác này. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Táp lô táp ly của nó rất là đẹp các bác này. Đây là xe gia đình nên là nó chủ cũ người ta rất giữ gìn các bác nhé. Vâng, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, đã được dán một lớp gioăng chống ồn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Thân vỏ sơn si thì màu trắng, tích hợp xi nhan trên gương. Gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xè. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 5 năm 2021 các bác này. Đăng kiểm của nó dài miên man các bác nhá. Đấy, còn một năm nữa cơ. Nên bác nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Vâng, đây là phần dàn lốp của xe này. Đấy, dàn lốp của nó khá là đẹp các bác nhá. Cua lốp này. Cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mùn mọt các bác nhá. Đó các bác xem này. Trang bị 4 bánh đa năng đúc. Nói chung là mẫu xe này nếu bác nào đúng chân mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đây là xe gia đình. Không taxi, không dịch vụ các bác nhé, không khoan đục. Đấy, số tự động thì đa số người ta không dùng cho dịch vụ các bác nhé. Hai cụm đèn pha, hai cụm đèn gầm rất sáng bóng đều nhau các bác này. Đấy, chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ các bác nhé. Đấy, hàng này hàng nhập khẩu nên là tôn vỏ của nó dày. Đấy, máy móc thì cực lành luôn. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Phần keo chỉ của nó thì nguyên bản các bác nhá. Đã được dán một lớp gioăng chống ồn các bác này. Đấy, sơn si màu trắng nguyên bản.
Đấy, bật lên xuống này. Cột kèo này. Đấy, phần hốc bản lề này. Đây là phần cột kèo đinh bấm các bác này. Cột kèo đinh bấm nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Không hề mất đến một cái đinh nào. Đó. Trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đang trước bên lái các bác này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe. Bốn cánh cửa, bốn loa các bác nhá. Đấy, bốn cánh của cửa trang bị bốn quả loa các bác này. Đây là âm thanh của nó cực hay luôn. Táp lô, táp ly, cánh cửa. Đấy, các bạn xem đinh bấm này, đây là bậc lên xuống này, tem mác theo nhà máy sản xuất này, hốc bản lề thì chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhé, cam kết là zin cả xe, không đâm va, không ngập nước. Đó, đây là phần hốc bản lề này. Rất là đẹp các bác nhé. Đây là những cái đinh bấm giằng giật các bác này. Đinh bấm giằng giật này. Nguyên bản luôn các bác nhé. Không hề có dấu hiệu đâm va. Đấy. Nguyên bản luôn theo nhà máy sản xuất. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đó, bô lăng này khá là đẹp luôn các bác nhá. Xe gia đình nên là người ta giữ gìn rất là ok này. Trang bị túi khí an toàn này, một cho người lái với một người ngồi bên phụ này. Màn hình Android này, định vị toàn cầu các bác nhá. Đèn lỗ rất là tốt này. À, và sau đây em sẽ đề lỗ lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lỗ các bác nhá. Máy lỗ rất êm. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Mới chạy được 6 vạn mốt các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là phần xi nhan này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa này. Hoạt động rất là ok. Gương chiếu hậu này. Đèn trần này. Chắn nắng này. Chắn nắng hai bên đầy đủ các bác này. Chân nỉ bên trong đẹp như mới luôn các bác nhá. Quả số đã được bọc một lớp da bảo vệ các bác này. Phanh tay này. Và em đóng điều hòa lên này. Đó, điều hòa thì cực mát luôn các bác nhé. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn. Màn hình cam nồi này. Rất là ok các bác nhé. Đấy, tích hợp trên bô lăng này. Đấy, hoạt động rất là ok. Gương cụt xòe này. Kính lên xuống này. Hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Rất chi là ok luôn. Đây, khóa cửa, mở cửa đây. Hoạt động rất là trơn tru quá nhé. Quả số của nó rất là đẹp các bác này.
được bảo vệ một lớp da này. Nói chung là rất là đẹp các bác nhé, rất giữ gìn luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản số tự động máy 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ các bác nhá. Đấy, máy móc của nó rất khô ráo cho trẻ các bác này. Cam kết với các bác là không đâm va, không ngập nước, xe gia đình xịn các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về quá yên tâm này, chỉ việc là đổ xăng mà sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Đây là phần ụ giảm sóc này, tất cả những cái đinh bấm giảm giật các bác này. Đấy, nguyên bản các bác nhé. Đấy, tất cả đinh bấm giảm giật này, máy móc thì rất khô ráo sạch sẽ. Bản này bản 4 máy các bác nhá, 1.2, 100 cây trước này tầm độ 6 lít xăng. Máy móc của nó này khô đó thật sự. Phụ ABS này, vâng, đây là phần lắp capo này. Đấy, đã được dán hết lớp gioăng chống ồn các bác này. Keo chỉ theo nguyên bản các bác nhá. Lỗ tròn này, lỗ của nó tròn zin các bác này, không hề có dấu hiệu móp méo chi. Cam kết là các bác là không đâm va, không ngập nước các bác nhá. Đấy, chủ cũ như người ta rất giữ gìn nên người ta dán hết gioăng chống ồn bốn xung quanh. Đấy, đi xe cho nó đỡ ồn các bác nhá. Đấy, lắp capo của nó này không hề có dấu hiệu lớp bả bột bả chi các bác nhá, nguyên bản luôn, khuôn vỏ mỏng tanh. Cô đồng sơn zin của chiếc xe nó còn đạt đến 85-90% các bác nhá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản số tự động máy 1.2, tư nhân chính chủ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 333 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.